Đang chín chưa? Chín hết rồi. Ông phơm nhà ông phơm gọi phơm gì nhỉ? Đầu tiên thì chúng ta cho đây một chút tỏi mọi người, một chút sả, và chúng ta lấy cái phần đầu non của sả. Cả muối lạc, muối vừng nữa nhá. Ăn cay thì nhiều cho mọi người, sẽ cho theo đường ớt nhé, một chút lá chanh. Rồi chúng ta sẽ giã thật nhỏ nó, thêm cả một chút hành khô. Tiếp đến thì chúng ta sẽ cho vào đây là chút mắc khén, một chút bột ngọt, một chút muối, một chút đường và ớt bột khô, một chút hoa tiêu nếu có. Chúng ta sẽ giã cùng một cái hỗn hợp ban đầu, để tí nữa chúng ta sẽ ướp vào phần thịt bò. Cái này thích hợp với cả thịt bò hoặc thịt trâu cho mọi người. Đó, chúng ta sẽ ướp đều lên các phần thịt bò. Mọi người nên cắt miếng lớn và không quá dày là được, thì chúng ta sẽ nướng nó nhanh hơn. Ướp đều hai mặt ạ. Đó, rất đơn giản là đã có ngay món thịt bò nướng rồi ạ. Chép 7 cân nướng cả con. Cái bóng có sáng.
trời bữa thế chứ. Chuối nó vào quần không, rồi không. Đừng, đừng. Anh bóc bia đi. Chuối nó vào quần mình còn trắng. Em chấm nha. Trang trí đang nghĩ một thứ mới. Cho tí chanh vào, cho tí chanh vào để. Mình còn trắng này mình phải chơi này nó bia chuối nó ra về đấy. Tham nhảy hay gì bò nữa không? Kệ nó cả rồi. Tiểu cá nhảy. Nào. Lan chuối. Chú, bỏ cái dép ra. Tay anh toàn đất. Tay cộng, tay cộng. Ta kêu người ta cần bình kìa. Anh Thọ đang thế này yếu hết. Rồi bình thế. Con này, quả điếu cây được ai được đấy. Này. Em mang ra đấy. Điếu ụt cả thôi đấy. Chờ vợ chồng huấn luyện đâu. Kỵ trừ mấy cá hả? Mời bà con nhá. Chị đây. Xin chào bà con nhá. Mình chị đây. Mình mâm đây. Mai mình ăn món cơm chưa chỉ có lẩu bò nướng. Đấy trên bảo dưới uống vào phát nó gật như mấy không. Về đây thì nếu mà không uống được rượu thì tôi sẽ mang về sắc uống. Đến mới đẻ 5 đứa. Đấy là anh đẻ 5 đứa. 5 đứa. Thế này uống hết chai này về lại đẻ đứa nữa. Không, không đẻ. Không đẻ nữa. Thế mới 5 đứa. Mỗi hết rồi.